mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa. Sáng tạo bởi Omachi. Cao tay lên, cao tay lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Vào team của anh xem có gì nào, có gì nào. Và đây là cái mà các bạn ấy vẽ tặng tôi. Chụp ảnh selfie là hầu như 100% dùng app. Lần sau các bạn vẽ không được vẽ qua app. Đúng là chương trình SV, một cái không khí mà không thể nào mà lẫn ở đâu được cả. Ngay từ hồi xưa em đã là fan của chương trình. Và ngày hôm nay thực sự không thể tin được là được ngồi giám khảo chung với lại thần tượng của mình ở Âu Sang. Xin chào các bạn sinh viên Việt Nam. Một lần bước ra sân khấu, tôi chỉ muốn bằng hết sức của mình để gào lên: xin chào các bạn sinh viên Việt Nam, ở đó có tình cảm của chúng tôi, niềm tin của chúng tôi đặt lên tất. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chiên xu cay gấp đôi mới. Các bạn, những người mà chúng tôi gọi là những nhà thông thái vui tính. Anh xem ạ, khi chương trình phát sóng, em thích đọc những cái lời comment của các bạn. Các bạn ấy nói rằng: eo ơi, anh Xuân Bắc bao lâu nay vẫn thế, trông cứ như sinh viên. Ở dưới lại comment: tại sao không kể đến anh Lại Văn Sâm, trông anh Sâm như là thầy giáo mới về trường. 3, 2, 1, bắt đầu. Clap, make it clap. Clap, make it clap. Đà Lạt là đất mộng mơ, ở nơi đây tình yêu mười đầy. Giá sân được đặt theo tên người có công tìm ra nơi này, được tạo bởi nhà đầu tư và các nhà khoa học thời ấy. Nơi đây chính là mảnh đất hứa nên tài năng trẻ được khơi dậy. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình đến từ Giang Sơn, là ngôi trường kinh doanh giáo dục luôn đặt chất lượng lên là chính. Cái nơi của những nhân tài đã đang có mặt khắp Việt Nam, đến với Giang Sơn là chuẩn, là tương lai sẽ ổn định việc làm. Wow. Tôi phải công nhận là đến với SV 2020 ấy thì nó làm tôi trẻ lại tới 1/4 thế kỷ. Cách đây 24 năm rồi, SV 96 nó ra đời. Thì cái hồi đấy trông tôi như thế này, bây giờ trông tôi vẫn thế này. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Xuân em ơi, mời em vào team của anh xem có gì nào, có gì nào. Team anh có rất nhiều ngành. Ngành thứ nhất, công nghệ thông tin nè. Ngành thứ hai, marketing nè. Run. Đội luôn đi. Rồi. Tôi chọn Đại học Từ Sơn. Rất là đơn giản. Đến với những cái cuộc thi thì chúng em luôn cố gắng làm sao đó mang đến cho các bạn khán giả về cái hình tượng nổi bật nhất về thành phố Huế của chúng em ạ. Xin được phép chọn đội Yasin Đà Lạt. Yasin Đà Lạt. Thì em cảm thấy là bên đội Phúc Sơn làm cũng rất là tốt, nhưng mà bên đội em sẽ tốt hơn. Dạ. Và đề bài ngày hôm nay chính là thời khóa biểu. Chào mừng các bạn đã đến với game show Học viện Ánh Sáng. Ô đầu tiên sẽ là mang tới ở đây dường như là một cái bữa tiệc buffet về các cái thông điệp liên quan đến giáo dục. Những người già này, những người mà khuyết tật này, rồi là những người nghèo này, những người mà đã đi làm này, khi mà muốn tiếp cận với cả cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và làm như thế nào đó để có thể vượt qua được những khó khăn đó và trao được các cái cơ hội học tập cho mọi người. Thì đấy là cái diễn biến của toàn bộ cái vở kịch. Nhưng mà qua từng cái lớp của học bê Nga mà cứ mở từng lớp ra lại thấy những cái điều thú vị riêng. Tiết mục của các bạn còn bí ẩn hơn cả Táo Quân. Chúng em chào thầy ạ.
đồ mà mày la 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 nên đấy là ông to ba mới vô nhường bao á. Thằng kỳ xéo hả? Hắn có tiền ông gài được thì tối cái hay bà lúc nào cũng tiền và tiền này nhá, không có tiền ông cạp đất máng hả? Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không dạy nữa. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Con đây, thằng tiếng nhau thằng một tên của thầy đây. Thầy ơi, thưa thầy, đây là thứ mà con tìm kiếm bao lâu nay ạ. Thầy khóa biểu này sẽ giúp con mở nhiều lớp học lớn hơn, chất lượng hơn và áp dụng cho toàn huyện đấy ạ. Quan trọng nhất là các bạn thông điệp muốn gì thì các bạn đang bị dàn trải quá. Cái cách thức mà kiểu như là ngồi hát xong rồi chỉ luôn là bạn này nói cái gì ấy. Nó đúng là cái kiểu đánh giá và giáo dục theo cái kiểu là ngày xưa là thầy dạy cái gì kiểm tra. Đúng cái đó, nó không còn phù hợp nữa. Các bạn là diễn viên không chuyên nhưng mà đã thể hiện được các phần vai diễn của mình rất là tốt. Trong cái vở này thì cái người mà xuất sắc nhất có lẽ là bà Đồ. Thì cần đưa tiền cho bà là được làm tràng ngay. Em là một trong những cái người mà khá là rõ nét ở trong cái kịch của bọn em. Vợ chồng nhà Phèo nữa, Phèo phải nói là em diễn chi Phèo đúng luôn đấy. Mà ra phát là nhìn thấy ngay ra dáng chi Phèo. Ờ thị nở, trời ơi thị nở ra chửa tướng bắt đầu ăn vạ. Nếu mà các bạn có cái thời gian chuẩn bị tốt hơn thì em nghĩ là cái phần thi nhà hát SV này sẽ rất là khó chấm ạ. Dịch đang bùng phát nhưng chuyện tương lai là khác. Tiếng Anh có thể giúp con mình mở được chiêu cảnh cửa trong tương lai à? Rồi, giờ tôi chấp nhận để mở lớp tiếng Anh. Nhưng mà tôi muốn thu học phí cao hơn những môn khác. Thì hội trường, hội phụ huynh có ý kiến gì không nhỉ? Tôi vừa đồng ý nhưng mà tôi vừa không đồng ý. Nếu được thì tôi sẵn sàng chi lại. Đầu tư có thể nói cái lời ích để tôi, phụ huynh tôi tin tưởng. Chủ đầu tư đầu tiên ấy trông cực kỳ giống cô Minh Vượng. Tiền đâu mà học buôn thì phải có lại. Cái đó là không bàn cãi. Các bạn đã có những lúc cũng đã có những cái tỏa sáng. Nhưng mà về cái phần mà nội tâm nhân vật đầu tư nhất thì anh lại khoái vào hiệu trưởng nhất. Về mặt diễn xuất hay là vào vai của các em cũng tốt. Nhưng các em không bảo vệ được cái quan điểm của mình. Bởi vì các em không có quan điểm. Và xin được công bố điểm của hai đội của hai phần thi. Trường Đại học Phú Xuân Huế đã đạt được 116,5 điểm. Chúc mừng các bạn. Và Đại học Giác Sanh Đà Lạt đã đạt được 125 điểm. Xin chúc mừng Đại học Giác Sanh Đà Lạt. Em vẫn đứng ra thúc giục mấy bạn đó là cố lên. Dù như thế nào thì mình cũng được đến Đà Lạt rồi. Mình cứ chơi tắt đi. Thắng thua không quan trọng.